Lan xin kính chào quý vị khán thính giả của VNTV và chào mừng quý vị đến với chương trình Thời sự hàng tuần với ông Đỗ Như Điện ngày hôm nay. Chào ông Điện. Chào cô Vân Anh và chào quý khán thính giả. Thưa quý vị và thưa chú Điện, trong những ngày qua thì cả thế giới ai cũng chú ý đến một cái hiện tượng lịch sử phải không ạ? Đó là sự gặp gỡ của hai nhà lãnh đạo Bắc Hàn và Nam Hàn ngay cái biên giới của hai nước. Thì trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết á, thì tự chúng ta cũng nên nhắc lại là Bắc Hàn và Nam Hàn họ đã chia cách đây là bao nhiêu năm rồi thưa chú? Cuộc chiến tranh Bắc Hàn tấn công Nam Hàn thì đúng hơn nhé. Cách đây là 69 năm. Wow. Tức là 1950, 68 năm. Và sau 3 năm chiến tranh thì họ đã ngừng. Chúng ta biết rằng cái cuộc chiến tranh này sở dĩ mà đứng vững được, Nam Hàn giữ được đấy là nhờ quân đội Mỹ. Quân đội Mỹ đã đánh bật quân đội Bắc Hàn và gần chiếm trọn cái Bắc Hàn. Nhưng mà tướng MacArthur đã bị rút lui, đã bị lệnh để trở về Mỹ, do đó lấy cái chỗ bản Môn Điếm, tức là cái chỗ làng Hòa Bình đấy, làm cái biên giới ngăn cắt và họ ký cái hiệp định đình chiến thôi nhé, chứ chưa có hòa bình nhé, ngừng chiến thôi tại cái bản Môn Điếm năm 1953. Wow. Và đến nay là 65 năm chia đôi đất nước, tức là miền Bắc do chế độ Cộng sản. Đó. Rồi miền Nam là phát triển theo dân chủ. À, thì đó là chúng ta thấy cái vấn đề lịch sử nó là như vậy. Thế thì như cô nói trong mấy ngày qua, đúng là từ 3-4 tháng qua đấy, thì là cái hiện tượng lạ xảy ra. Rất lạ. Rất lạ xảy ra. Nhưng mà tôi cũng cần phải nhắc lại là cái ngày 27 vừa rồi, 9 giờ sáng, thì Tổng thống Nam Hàn, tức là Tổng thống Moon Jae-in đó, đã đứng bên này cái đường ranh biên giới bằng một cái đường xi măng nhỏ để phân định hai miền, và bên kia là lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong Un đã bước qua để bắt tay và hai người trở đi trở lại, tức là từ Bắc vào qua Nam, từ Nam trở lại Bắc, vấn đề hai người bước qua bước lại để làm một cái biểu tượng là hai miền gắn bó với nhau. Thì đây là một cái chuyện mà cả thế giới theo dõi, đúng là vì nó căng thẳng, đặc biệt là căng thẳng khi mà Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được bầu lên, và cái đường lối của Tổng thống Mỹ rất là cứng rắn. Do đó cái chuyện này không phải là bây giờ mới nói chuyện đâu nhé. Bây giờ là một cái chuyện đặc biệt thôi. Nhưng mà tôi phải nhắc lại cái lịch sử một chút. Thật sự ra Bắc Hàn và Nam Hàn và Hoa Kỳ cũng như nhiều quốc gia đã có những cái gặp gỡ trao đổi với nhau rất nhiều lần rồi. Đặc biệt là họp sáu bên đã từ thời Tổng thống Bill Clinton từ năm 1991 trở đi đó, tức là cho đến tới năm 2001-2000 thì đã có nhiều cuộc gặp gỡ. Kể cả bà Ngoại trưởng Obama của Mỹ cũng đã qua tận Bắc Hàn và gặp. Nhưng mà tất cả những cái cuộc gặp gỡ ấy đều hoàn toàn không đưa đến một cái kết quả nào. Thế thì bây giờ, ngày hôm 27 vừa rồi đây, hai người lãnh đạo, một của Bắc Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Nam Hàn, đã cùng nhau họp và ký kết một cái bản thông cáo chung. Trong bản thông cáo chung ấy có những cái điểm rất là tích cực, rất là đặc biệt. Thứ nhất là hai bên cam kết trao đổi, liên hệ với nhau, chấm dứt và đưa đến việc hòa bình toàn diện, tức là sẽ có một cái hiệp định gọi là hòa bình thật sự, chứ không có ngừng chiến như trước đây nữa. Đó là một cái điểm quan trọng nhất. Điểm thứ hai là hai bên sẽ nối đường điện thoại, và đã nối đường điện thoại rồi, để hai nhà lãnh đạo hai bên có thể gặp gỡ nhau. Điểm thứ ba là mỗi bên sẽ đặt văn phòng liên lạc kiểu như tòa tổng lãnh sự vậy, để mà trao đổi với nhau. Điểm thứ tư là mở ra cho các gia đình ly cách, có thể nối kết lại. Rồi điểm nối tiếp nữa là hai bên trao đổi với nhau để phát triển những cái tiến bộ chung về kinh tế, về tất cả những vấn đề văn hóa, kinh tế, v.v. Thì đó là những cái điểm mà họ đã cam kết với nhau. Nhưng có một cái điểm quan trọng nhất mà thế giới quan tâm,
tức là Bắc Hàn tuyên bố là chúng tôi từ bỏ vũ khí hạt nhân. Thế nhưng mà cái điều này thì cả thế giới mừng thật, nhưng mà những người quan sát thì người ta vẫn có một cái dè dặt nào đó. Bởi vì họ phải tìm ra cái nguyên do tại sao. Nguyên do tại sao mà Kim Jong-un lại đưa đến cái quyết định táo bạo như vậy, mà đột ngột như vậy. Bởi vì rõ ràng trong bao nhiêu năm qua là họ cố phát triển vũ khí hạt nhân như là một cái bùa hộ mệnh để mà bảo đảm được cái chế độ. Cái điểm thứ hai nữa là Kim Jong-un đó nắm trong tay một cái lá bài tẩy mà có lẽ tôi cũng đã nói ở trên cái chương trình này rồi, là vì cái thành phố Seoul, tức là Hán Thành đấy, hơn 10 triệu người sống ở đó, nó chỉ cách cái vùng biên giới có 40 cây số thôi. Và bên kia biên giới đó là Kim Jong-un bố trí 10.000 khẩu đại pháo nha, và hỏa tiễn. Do đó nếu có chiến tranh thì chỉ trong 1-2 tiếng đồng hồ là miền Nam Việt Nam có thể hàng trăm ngàn người bị chết. Do đó Nam Hàn. Do đó không thể nào mà Nam Hàn gây chiến để mà có một cái cuộc chiến tranh xảy ra. Do đó Kim Jong-un có cái lợi thế về mặt quân sự. Thế nhưng mà bây giờ chính Kim Jong-un đã tuyên bố là sẽ chấm dứt. Đó. Thì người ta thấy rằng có lẽ phải xét xem tại sao. Cái thứ nhất đấy là cái chỗ mà Kim Jong-un cho thử nguyên tử đấy thì bây giờ nó đã sụp đổ. Bởi vì qua những cái nhà nghiên cứu chuyên về địa chấn đấy thì họ đã thấy rằng là cái lần thử thứ 6, tức là lần thử bom hạch tâm đấy nhá, nó đã làm rung chuyển và các cái đường hầm ở trong đó nó bị sụp, không thể thử được nữa. Cái thứ hai là Kim Jong-un đã có trong tay, người ta ước lệnh vào từ 10 tới 20 cái đầu đạn nguyên tử. Thứ ba là Kim Jong-un đã nắm trong tay được kỹ thuật. Có thể kỹ thuật ấy do Nga, do Tàu cung cấp, nhưng mà đã có. Rồi Kim Jong-un đã có sẵn khá nhiều hỏa tiễn tầm xa. Do đó đã có trong tay một cái sức mạnh quân sự rồi. Thì bây giờ Kim Jong-un đặt ra vấn đề thương thuyết. Cái thương thuyết ấy để đưa đến cái gì? Để đưa tới một Bắc Hàn độc lập, và thế giới phải nhìn nhận Bắc Hàn là một quốc gia có khả năng nguyên tử, như là năm cái cường quốc chính và thêm mấy nước có nguyên tử nữa, thì có vào khoảng độ 7-8 nước có nguyên tử. Thì bây giờ Bắc Hàn phải được xếp vào cái loại có nguyên tử, mặc dù tôi từ bỏ, tôi không có tiếp tục thử nữa, nhưng mà tôi có nguyên tử. Thì đó, thứ nữa là khi thảo luận như vậy và sẽ gặp Tổng thống Donald Trump, nghĩa là tôi được ngồi ngang hàng với cái người quyền lực nhất nước Mỹ để mà nói chuyện tay đôi. Thì đó là những cái thế. Thì tại sao Kim Jong-un không bắt? Thấy không? Do đó cậu ta có một cái sự tính toán rất là tinh vi đó, để đạt được cái thành quả trên mặt ngoại giao. Đó mà đưa đến cái kết quả này. Thì nếu mà chúng ta xét sâu vào, chúng ta thấy là Kim Jong-un đã bày ra một cái thế cờ mà Kim Jong-un nắm cái lá bài trong tay. Thưa quý vị, chúng ta biết là Kim Jong-un là một cái đất nước mà họ đã thử vũ khí hạt nhân trong suốt là nhiều những cái năm vừa qua, không phải là mối đe dọa cho Nam Hàn không, mà là mối đe dọa cho cả cho thế giới. Cho toàn thế giới, đúng. Mà ngày hôm nay, bởi vậy cho nên cái sự kiện này là gây chú ý cho mọi người trên thế giới. Thưa chú, có nhiều ý kiến cho rằng có một cái áp lực, sở dĩ có cái chuyện này xảy ra là có một cái sự áp lực hay một cái ảnh hưởng gì đó từ phía Tổng thống Donald Trump hay không? Cái đó thì có nhiều người thì tôi rất đồng ý. Tôi rất đồng ý là nếu trước đây chúng ta theo dõi những cái vụ cấm vận thì đã mấy chục năm rồi. Cấm vận mấy chục năm là nó không hiệu quả gì. Là vì Trung Cộng vẫn tuồn đồ ăn, tuồn nhiên liệu cho Bắc Hàn. Nga Xô cạnh thì mình không biết rõ, nhưng mà chắc chắn phải có. Bởi vì đó, cái chỗ đó chúng ta biết là cái Bắc Hàn là cái phên dầu nhé, là cái chỗ hết sức là quan trọng đối với Trung Cộng. Bởi vì xuống dưới là Nam Hàn nhé, xuống dưới là Đài Loan nhé, rồi Nhật Bản nhé, chỉ còn có Việt Nam với Bắc Hàn là hai cái cửa ngõ mà anh Trung Cộng anh có thể ra biển được. Thế thì bây giờ nếu mà để Bắc Hàn rơi vào tay Mỹ,
thì nguy hiểm vô cùng. Do đó nó phải nuôi, buộc phải nuôi. Bây giờ tự nhiên ông Trump ép, và đến nỗi mà người ta tính nói rằng là nếu như mà cái áp lực ấy mà cứ tiếp tục như vậy thì người dân Nam Hàn sẽ Bắc Hàn sẽ nổi lên, là vì đói quá rồi. Và rõ ràng là cái không phải là ở ngoài làm gì cả, mà chính những người trong Bắc Hàn, họ nhìn thấy thế giới, họ nhìn thấy Nam Hàn phồn thịnh như vậy, tại sao họ phải đói khổ như vậy? Và cái xã hội nó sẽ tự động sụp đổ. Do đó Kim Jong Un thấy rằng chết cha, nếu như vậy thì mình chơi mình nước cờ khác, tức là mình bung ra, mình đi với Mỹ, mình nói đi với Nam Hàn và mình trở thành đồng minh, mình trở thành bạn hữu, thì như vậy vừa vẫn giữ được cái thể chế, vẫn làm vua được như thường, mà lại ổn định cho cả dân chúng, mình không có đổ, cái chế độ không đổ, thì tội gì không làm. Nhưng mà cái áp lực như cô nói đúng, bởi vì khi mà ông Trump đã áp lực thì ông bắt đầu siết ngay, đầu tiên là Trung Cộng, tức là ông cho các cái phương tiện truyền thông và máy bay để theo dõi tất cả những tàu biển cũng như các cái phương tiện mà đã đưa nhiên liệu, đã giúp cho Bắc Hàn, thì ông kiểm soát rất là chặt. Do đó những và ông đưa ra những cái gọi là những cái sự trừng phạt, những quốc gia nào buôn bán với Bắc Hàn đều bị phạt hết. Do đó ngăn được. Và chính như vậy người ta nói rằng 80% những cái nhu yếu phẩm của Bắc Hàn là sắp cạn kiệt. Và nếu cạn kiệt như vậy thì dân chúng có nổi lên. Do đó Kim Jong Un bắt buộc phải làm như vậy, cái đó đúng. Có những người không đồng ý, những người chống ông Trump thì không đồng ý. Những người chống ông Trump thì là cái vấn đề ở cái chuyện đâu đó, chứ gần ông Trump muốn cấm vận. Hoặc là đã tới thời điểm rồi. Đúng ạ. Thưa ông, theo sự nhận định của ông Điện thì ông có nghĩ rằng Bắc Hàn và Nam Hàn sẽ thống nhất không? Hay là vẫn làm hai thể chế? Cho đến bây giờ thì theo cái nhìn của tôi thì không thống nhất. Họ đầu tiên đấy, nếu có thống nhất thì phải thời gian rất là lâu. Là vì nếu thống nhất bây giờ thì Nam Hàn phải gánh cái gánh nặng quá dân nặng. Nghèo ở Bắc Hàn. Chúng ta quá kinh nghiệm Đông Đức và Tây Đức nhé. Chúng ta quá kinh nghiệm Bắc và Nam nhé. Việt Nam. Nhân chuyện nói chuyện tới Việt Nam, năm 1975, hàng ngày chúng ta thấy hàng ngàn chiếc xe tải lấy đồ, lấy gọi là chiến lợi phẩm của miền Nam trở ra miền Bắc. Bởi miền Bắc nó quá nghèo, trong khi vào miền Nam lấy từng viên gạch, lấy từng cái quạt trần, lấy từng cái bàn ghế chất lên xe mà trở ra miền Bắc. Thì bây giờ nếu mà hai bên thống nhất thì Nam Hàn sẽ phải nuôi cái đám cái gánh nặng Bắc Hàn. Còn nếu xảy ra chiến tranh thì hàng triệu, bây giờ dân số cả hai bên cộng lại là gần 80 triệu nhé, mà Bắc Hàn là ít hơn miền Nam một chút, khoảng 40 triệu, miền Nam 48 triệu. Thế thì cái gánh nặng đó nếu có chiến tranh thì hàng triệu người sẽ ào xuống miền Nam, sẽ ào qua bên Trung Cộng, để đói quá người ta phải đi thôi, cũng là chết. Mà bây giờ nếu hòa bình mà kết hợp ngay thì cũng chết. Thành ra là phải có một thời gian rất dài để nâng cái đời sống miền Bắc, ổn định cái kinh tế miền Bắc, rồi lúc đó có thể họ sẽ đưa tới thống nhất qua một cái tiến trình chính trị rất là lâu dài, chứ không thể ngay được. Đó là cái nhìn của tôi. Vâng, thưa quý vị, và đó là một cái sự kiện lịch sử trên thế giới mà ảnh hưởng đến tất cả mọi nước trên thế giới. Nhưng mà chưa thể có kết luận được đâu. Dạ, vâng. Theo tôi đó, thì trong 3 hoặc 4 tuần nữa, Kim Jong-un sẽ hội đàm với Tổng thống Donald Trump đã. Cái đó mới là quan trọng. Và đó cũng là 3/4 của quãng đường. Và sau đó còn có cái chuyện Nhật Bản nữa. Bởi vì nó không phải là giải quyết đơn thuần ở đó. Bởi vì Bắc Hàn còn dính với Nam Hàn, còn dính với Nhật Bản. Đó. Thì đó là những cái... Và Trung Cộng và Nga Xô thấy rằng bị loại ra khỏi cái cuộc này, thì Trung Cộng với Nga Xô sẽ đứng đằng sau để, hoặc là nếu không được ăn thì đạp đổ, hoặc là cũng phải tìm cách làm khó Trung Cộng, làm khó Hoa Kỳ, làm khó Nhật Bản, làm khó cả Nam Hàn để có phần. Thành ra chúng ta thấy là nó cái giải quyết cái mối tơ vò này nó chưa đơn giản đâu, nó còn phải có thời gian nữa. Vâng, thưa chú và thưa quý vị, chúng ta biết là Bắc Hàn là một quốc gia duy nhất mà sống khép kín.
họ không có biết một cái thông tin gì ở ngoài thế giới bên ngoài. Thì chú nghĩ là với cái sự kiện này thì người dân họ sẽ rất là vui và họ sẽ có một cái sự thay đổi sắp tới như thế nào không thưa chú? Chắc chắn. Trước nhất là cô nói tới vấn đề mà tiến bộ của truyền thông. Bây giờ người dân Bắc Hàn, nhất là sau cái vụ mà Thế vận hội, thì tự nhiên nó mở ra và người Bắc Hàn họ từ trước giờ họ bị mắt bị tai, bây giờ họ được nghe. Và tất nhiên cái đòi hỏi của đời sống con người như vậy thôi. Tại sao các cái phương tiện tiến bộ như vậy mà mình không được hưởng? Thì đó là cái nhu cầu tự nhiên, và cái nhu cầu ấy bắt buộc họ phải làm cái gì đó để họ có được những cái đó. Do đó khi mà truyền thông mở ra thì nó sẽ thay đổi lòng người. Đó là cái chuyện tự nhiên nó như vậy. Vâng, và thưa quý vị, trong những ngày sắp tới thì chúng ta chờ đợi xem cuộc gặp gỡ giữa ông Kim Jong-un và Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump sẽ diễn tiến như thế nào và sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với bán đảo Bắc Triều Tiên sắp tới. Đúng, và nói đến đây thì chúng ta cũng đừng quên là nếu mà Bắc Hàn với Nam Hàn họ chấm dứt, thật sự chấm dứt chiến tranh để đưa tới hòa bình, thì Bắc Hàn cũng sẽ tiến bộ, bởi vì sau một cái thời gian quá dài bị khép kín như vậy thì họ sẽ cố gắng để đuổi kịp anh em Nam Hàn. Còn Việt Nam mình thì vẫn tụt hậu. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các cảm bạn. Cảm ơn quý thính giả. Cảm ơn ông Điện. Xin thân ái chào tạm biệt.